Hello, xin chào các bạn. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì tôi xin mời các bạn xem những hình ảnh sau đây. Hoặc là đi đường lơ đễnh mà nói chuyện mà quá tốc độ như thế này. Và đã đi xe ở Hà Nội hoặc Sài Gòn thì chắc chắn gặp những trường hợp như thế này. Các bạn có thấy mấy hình ảnh này quen không ạ? Chắc chắn là có rồi. Bởi vì khi lái xe thì chắc chắn chúng ta đã gặp ít nhất là một trong những tình huống như thế này. Nào là lấy điện thoại loay hoay tìm đường lái xe, rồi là nói chuyện lơ đễnh mất tập trung mà bị quá tốc độ, hoặc là đi vào những đoạn đường quá hẹp. Đó là những cái nhu cầu mà hầu hết những lái xe tại Việt Nam đều cần. Mặc dù là những mẫu xe ngày nay thì được trang bị những cái công nghệ rất hiện đại rồi, nhưng mà để phục vụ những nhu cầu đó thì không có mấy mẫu xe làm được cả. Chính vì vậy nên là những cái hãng đồ độ, những cái hãng bán đồ aftermarket bên thứ ba ấy, thì họ đã quá hiểu cái nhu cầu sử dụng xe của người Việt, nên là họ đã cho ra đời những cái sản phẩm hỗ trợ lái xe. Ví dụ như hôm nay thì tôi sẽ nói đến cái sản phẩm màn hình liền cam 360 AirView S4. Đây là một sản phẩm có thể giải quyết được hết tất cả những cái nhu cầu mà tôi vừa nói ở trên. Nếu trên xe có AirView S4, muốn dẫn đường đến đâu chỉ cần bấm nút trên vô lăng là xong. Mắt vẫn nhìn đường, tay vẫn cầm vô lăng, đi đến đâu cũng được, vô cùng an toàn. Dẫn đường đến sân bay Nội Bài, đang dẫn đường đến cảng hàng không quốc tế, đi về hướng Tây Bắc, sau đó rẽ phải. Thế còn việc mất tập trung mà đi quá tốc độ thì sao? Ở trên S4 thì trang bị sẵn Vietmap bản quen. Đây là phần mềm dẫn đường có thể nói là số 1 tại Việt Nam hiện nay rồi. Cho dù bạn đi vào những đoạn đường lạ, đường quê, đường ngõ, đường ngách không có biển báo, thì trên Vietmap nó cũng sẽ cảnh báo rất chính xác. Cho dù bạn đi quá tốc độ 1 km, thì nó cũng sẽ cảnh báo ngay bằng âm thanh và hình ảnh để cho bạn kịp thời xử lý. Và có một cái hay nữa ở trên Vietmap, đó chính là khi bạn gần đến cái biển cảnh báo tốc độ khoảng 100 hay là 200 m gì đấy, thì ở trên Vietmap nó cũng sẽ cảnh báo sớm để cho tài xế kịp thời mà giảm tốc độ hoặc tăng tốc lên. Thế còn việc đi đường hẹp với cam 360 thì sao nhỉ? Thế này thì rõ ràng nó là tiện lợi rồi. Không chỉ với những người lái mới, chị em phụ nữ, mà cả với ngay cả chúng ta thôi. Nhiều khi chúng ta gặp những tình huống rất là khoai. Ví dụ như là xe đằng trước nó đỗ sát đầu này, xe đằng sau nó đỗ sát đít này, khoảng cách chỉ khoảng 10 phân đó, thì trên xe có cam 360 chúng ta sẽ thoát ra những cái chỗ đó nó dễ dàng hơn. Hoặc đơn cử ví dụ như là chúng ta đưa xe cho vợ đi chợ chẳng hạn, thì các chị em thường căn xe nó không được tốt lắm, thì nếu có cam 360 thì chúng ta sẽ đi xe vào những đoạn đường chợ nó dễ dàng hơn mà không phải chèn vào hàng của ai cả. Nói chung là với công nghệ phát triển như hiện nay thì chúng ta đã có thể dễ dàng trang bị những công nghệ hiện đại cho xe yêu. Không biết trên xe của các bạn đang được trang bị những món đồ công nghệ nào thì có thể chia sẻ và bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.